Mến chào quý vị và các bạn, Thúy Vân rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị và các bạn để mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hấp dẫn nhất trên kênh Bản tin 24 giờ. Bản tin cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua để mang đến cho quý vị những phút giây thực sự thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Trước khi đi vào nội dung, chúng tôi xin điểm qua những tin chính ngay sau đây. Tìm thấy thi thể hai ngư dân miền Trung bị dông lốc làm mất tích. Dông lốc sau đợt nắng nóng như đổ lửa gây nhiều thiệt hại ở Huế, Quảng Trị. Mưa lớn ở Đồng Nai, đường ngập, đứt xe máy. Hàng nghìn hộ dân bị mất điện, mưa dông trắng trời, đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài. Trước hết là tin về dông lốc chìm tàu ở Quảng Bình và Quảng Trị. Tìm thấy thi thể hai ngư dân miền Trung bị dông lốc làm mất tích. Hai trong tổng số ba ngư dân của tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị bị dông lốc làm mất tích vừa được lực lượng chức năng tìm thấy trên vùng biển của Quảng Trị. Sáng nay, đồn biên phòng Cửa Tùng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vào khoảng 5 giờ 20 cùng ngày, người dân thôn Mạch Nước, xã Vĩ Thái, huyện Vĩnh Linh phát hiện thi thể người đàn ông trôi giạt vào bờ biển nên đã thông báo tới cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, lực lượng đồn biên phòng Cửa Tùng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân mặc áo xám, quần lót, hai tay mang găng tay. Ở phần đầu có nhiều vết bầm và được xác định là ông Nguyễn Văn Thờ, 52 tuổi, trú tại xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, bị mất tích khi đang đi đánh cá trên biển sau cơn dông lốc ngày 8 tháng 5. Vào chiều ngày 8 tháng 5, đồn biên phòng Triệu Vân, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1978, ngụ xã Triệu Đô, huyện Triệu Phong. Được biết, ông Nguyễn Văn Thờ và chị Nguyễn Thị Tê là hai trong số ba ngư dân của Quảng Bình và Quảng Trị bị mất tích do những trận dông lốc xảy ra tại các tỉnh miền Trung sáng sáng ngày 8 tháng 5. Cụ thể, tại Quảng Bình, sáng sáng ngày 8 tháng 5, có 9 thuyền nan cùng 9 ngư dân chủ yếu là người thuộc xã Ngư Thủy Bắc. Trong lúc khai thác hải sản trên biển thì gặp dông lốc và bị sóng đánh chìm thuyền. 8 thuyền viên được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn. Riêng ông Nguyễn Văn Thờ đến sáng ngày 9 tháng 5 mới phát hiện thi thể ông này trôi vào vùng biển Vĩnh Linh của Quảng Trị. Tại Quảng Trị, tối ngày 7 tháng 5, anh Nguyễn Đức Tê sinh năm 1970 cùng vợ là chị Nguyễn Thị Tê sinh năm 1978, ngụ tại xã Triệu Đô, huyện Triệu Phong, đi đánh bắt cá tại vùng biển xã Triệu An. Nhưng đến sáng ngày 8 tháng 5, người thân không thấy hai vợ chồng về. Đến khoảng 9 giờ 15 ngày 8 tháng 5, người dân phát hiện thuyền cá của hai vợ chồng trôi giạt cách bờ kè cá cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh khoảng 30 mét, trên thuyền không có người. Lực lượng chức năng xác định vợ chồng anh Tê bị dông lốc làm mất tích. Đến chiều ngày 8 tháng 5, thi thể của chị Tê mới được tìm thấy và hiện lực lượng chức năng và thân nhân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của anh Nguyễn Đức Tê. Dông lốc sau đợt nắng nóng như đổ lửa gây nhiều thiệt hại ở Huế và Quảng Trị. Kính thưa quý vị và các bạn, dông lốc xảy ra sau đợt nắng nóng như đổ lửa ở Huế và Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa bị ngã đổ, nhà cửa bị tốc mái, tàu cá bị chìm. Sáng ngày 8 tháng 5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn cùng dông lốc và gió mạnh đã xảy ra vào chiều tối ngày 7 và rạng sáng ngày 8 tháng 5 đã gây ra nhiều thiệt hại tại các địa phương. Đợt mưa lớn cùng dông lốc gió mạnh trên xảy ra sau đợt nắng nóng như đổ lửa những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo báo cáo nhanh từ huyện Vĩnh Linh, đợt dông lốc gió mạnh nói trên đã khiến một trang trại chăn nuôi ở xã Vĩnh Lâm và nhiều nhà cửa của người dân trên địa bàn bị tốc mái. Hai cột điện ở xã Vĩnh Lâm bị đổ gãy và 37 hecta lúa sắp đến kỳ thu hoạch của người dân ở xã Vĩnh Hòa bị đổ ngã. Hai thuyền đánh cá của ngư dân ở xã Vĩnh Thái bị dông lốc đánh chìm cách bờ biển khoảng 400 mét đã được lực lượng chức năng đưa vào bờ và không có thiệt hại về người. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, dông lốc cũng đã làm hai tàu cá gặp nạn, trong đó có một tàu cá bị chìm hẳn. Trước đó vào khoảng 3 giờ 40 sáng cùng ngày, tàu cá mang số hiệu TTH91075 do ông Trương Viết Hiệp, chú thôn An Dương 1, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang làm thuyền trưởng và tàu cá mang số hiệu TTH92349 do ông Phan Văn Liền, chú thôn An Dương 3, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang làm thuyền trưởng, đang neo đậu ở khu vực biển xã Phú Thuận. Lúc này, dông lốc gây gió sóng lớn đã đánh chìm tàu cá của ông Trương Viết Hiệp và đánh giạt tàu cá của ông Phan Văn Liền lên bờ. Thời điểm trên, hai tàu cá TTH91075 và TTH92349 có 8 ngư dân nhưng rất may mắn không thiệt hại về người. Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An điều động hai tổ công tác gồm 10 chiến sĩ phối hợp với chính quyền xã Phú Hải và Phú Thuận triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Đến sáng nay, lực lượng chức năng đang tiến hành trục vớt tàu cá bị chìm và lai dắt thành công tàu cá bị đánh giạt lên bờ trở lại biển. Mưa lớn ở Đồng Nai, đường ngập lút xe máy, hàng nghìn hộ dân bị mất điện. Kính thưa quý vị và các bạn, trận mưa lớn kèm theo dông lốc đã tốc mái tôn của một số gia đình, nhiều tuyến đường bị ngập, hàng nghìn hộ dân bị mất điện. Vào chiều hôm nay, cơn mưa kèm theo gió mạnh đã xảy ra tại huyện, thành phố Đồng Nai gây ra ngập cục bộ,
khiến cho một số nhà bị tốc mái, thiệt hại nhiều diện tích hoa màu và mất điện trên diện rộng. Ghi nhận của phóng viên Vietnamnet tại thành phố Biên Hòa, một số tuyến đường như Đồng Khởi, huyện Ái Quốc, quốc lộ 1A đoạn từ bệnh viện Thống Nhất đến ngã ba Phát Triển bị ngập nặng. Nhiều phương tiện bị chết máy phải dắt bộ, đặc biệt mưa lớn cùng với gió mạnh khiến cho một số nhà dân ở phường Tam Hòa, Tam Hiệp bị tốc mái và nhiều bảng hiệu bị hư hỏng. Các phường An Bình, Hiệp Hòa, Bình Đa xuất hiện mưa đá kích cỡ to nhỏ khác nhau. Còn tại huyện Vĩnh Cửu, có nhiều khu vực bị mất điện trên diện rộng kéo dài. Hơn 7.600 hộ dân trong khu vực ở thị trấn Vĩnh An không có điện. Cụ thể, dông lốc kèm theo mưa lớn thổi tấm bạt và trạm biến áp khiến ba cầu trì trung thế bị hỏng, ba chống sét van trung thế và dây dẫn ba pha nối từ trục đường xuống trạm biến thế bị đứt. Một máy biến áp 3 pha 400 kV đã bị hư hỏng. Sứ áp cao phải thay thế. Mưa dông trắng trời, đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài. Cơn mưa đổ xuống Hà Nội vào giờ cao điểm buổi sáng khiến nhiều tuyến đường bị ùn tắc kéo dài. Từ 7 giờ sáng nay, tại nhiều khu vực ở Hà Nội có mưa to đến rất to. Ghi nhận tại đường Nguyễn Trãi, đoạn từ hầm chui Thanh Xuân đến trước cửa Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia, phương tiện di chuyển rất khó khăn. Hai hàng ô tô đi chiếm trọn làn đường trong đường hầm chui Thanh Xuân, xe máy nhích từng mét để qua hầm. Dòng phương tiện ùn tắc kéo theo từ hầm chui Thanh Xuân đi qua ngã tư Sở. Nhiều người dừng lại mặc áo mưa ở hai bên đường khiến giao thông bị cản trở. Anh Nguyễn Mạnh Quang, quận Thanh Xuân cho biết, cơn mưa dông lớn đến bất ngờ nên nhiều người đứng lại ở hai bên đường là một phần nguyên nhân gây ùn tắc. Chị Nguyễn Thị Mai Nga, quận Hà Đông chia sẻ, nếu trời không mưa chị đi từ Hà Đông đến xã Đàn, Đống Đa mất khoảng 45 phút. Nhưng hôm nay trời mưa lớn thì phải mất hơn 1 giờ đồng hồ đi trên đường. Tình trạng ùn tắc tại đường Nguyễn Trãi kéo dài đến đường dẫn lên cầu vượt ngã tư Sở. Tình trạng ùn tắc kéo dài hơn 9 giờ sáng cùng ngày tại đường Trần Duy Hưng hướng đi Nguyễn Chí Thanh, phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển lên cầu vượt đường Láng. Có đến 6 hàng ô tô đi kín mặt đường, buộc xe máy phải luồn lách hoặc đi lên vỉa hè để tìm lối thoát ùn tắc. Đến gần 10 giờ, giao thông tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội mới trở lại trạng thái bình thường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Tin tức thời tiết hôm nay, mưa lớn ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, rải rác có dông với lượng mưa từ 30 đến 70mm trên 24 giờ, có nơi trên 100mm trên 24 giờ. Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều và đêm ngày hôm nay, ở khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông. Lượng mưa tính từ 13 giờ ngày hôm nay đến 3 giờ ngày mai có nơi trên 100mm, như Suối Cát của Khánh Hòa 113,6mm, Công Hải của Ninh Thuận 188,5mm, Phước Hòa của Ninh Thuận 118mm, Vĩnh An của Đồng Nai 112,2mm, Phước Vinh của Tây Ninh 100,6mm, Trị An của Đồng Nai 115,1mm. Dự báo từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, rải rác có dông với lượng mưa từ 30 đến 70mm trên 24 giờ, có nơi trên 100mm trên 24 giờ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp độ 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào rải rác, có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa rào vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Nam, chiều và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Phía Bắc có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên, nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to, mưa rào và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.
nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ C. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.